Chào, tôi là Chất. Nếu bạn đang cố để tuyệt hơn thì bạn đang là Chất. Đây không phải là vịt Kung Fu, tên anh là Chất. Không ai có thể làm anh chùn bước vì anh ta quá kiên cường. Anh ta sẽ không bao giờ gục xuống khi gặp nguy hiểm. Để mà nói thì anh ta khá ngầu, vẻ ngoài không tì vết. 10 siêu nhân hợp nhất vào một, người con trai quốc dân của chúng ta. Và anh ta là gà nhé. Để mà nói thì anh ta khá ngầu, vẻ ngoài không tì vết. 10 siêu nhân hợp nhất vào một, người con trai quốc dân của chúng ta. Gà Kung Fu. Chết tôi, là Chất. Bắn hắn đi đấy. Cú đấm tê giác. Rắn cao su. Lại một lần nữa, ngươi làm hỏng kế hoạch của ta, đồ gà điên. Lại một lần nữa, người bảo vệ thành phố gà Kung Fu đã đại diện cho luật pháp và đá đích những kẻ xấu ra khỏi đường phố của chúng ta. Không cần nghi ngờ gì nữa, chú gà này là anh hùng tuyệt nhất của đảo chúng ta. Anh hùng tuyệt nhất của đảo cá rô đá. Không lâu nữa đâu, đã đến lúc mọi thứ thay đổi rồi. Ta sẽ khiến con gà đó bị ghét nhất cái thị trấn này. Nhưng đó là gà Chất mà. Ăn đạn laser này, đồ gà chết tôi. Đừng bắn đồ đần này. Nó là một con gà robot. Ta đã thiết kế để nó có hình dạng giống hệt tên Chất. Nó được lập trình để gây ra những tội ác ghê gớm nhất. Và mọi người sẽ nghĩ chính Chất đã gây ra những tội lỗi ấy. Nhìn thì như Chất, nhưng nó không có quả trứng thần kỳ. Không cần trứng thần kỳ gì hết. Vì tên gà máy này được trang bị tận răng rồi. Ôi mẹ ơi! Vậy nó đã sẵn sàng chưa thưa ngài? Ta chỉ cần chỉnh giọng nói của nó. Ta sẽ cướp ngân hàng thành phố. Ta là Chất, kẻ gây hỗn loạn và là kẻ địch số một của công chúng. Nhìn kia bố, đó là Chất, vị cứu tinh của thành phố. Chuẩn rồi con. Ta hãy đến và chào anh ấy nào. Gà Chất, anh ký tặng cho chúng tôi nhé. Đưa hết tiền đây bà già. Và làm lẹ lên. Tha cho tôi sẽ đưa bất cứ thứ gì anh muốn. Là Chất, vị anh hùng của thành phố. Cậu ấy sẽ cứu tôi. Tha cho tôi, đừng làm tôi đau. Cảm ơn Chất. Nộp ta cái túi đây. Ơ kìa, đáng lẽ Chất phải là người tốt chứ. Đối mặt với một loạt những vụ cướp và bạo lực tại thị trấn tối qua, thị trưởng đã điều động cảnh sát và quân đội. 4 ngân hàng cũng như cả bảo tàng cũng bị cướp. Và cả xe đẩy hamburger nữa. Đã có 400 người bị thương. Và 12 kiểu tóc đã bị làm hỏng. Sao thế này? Ai đã gây ra tất cả những thứ đó? Mình phải tìm cho rõ mới được. Báo tốc độ. Dù là ai đi nữa, kẻ này đã làm náo loạn cả thị trấn rồi. Chất, cậu quên gì sao? Hả? À phải, các cậu có thấy quả trứng của tớ không? Cậu đã mang theo rồi mà. Đùa hay đấy. Chẳng có gì buồn cười cả. Cần gì phải căng thẳng vậy hả Chất? Chất, cậu điên rồi sao? Chất bị sao vậy? Bất ngờ hơn hết, chính là kẻ đã gây ra những tội ác này. Chính là một trong những người nổi tiếng nhất thị trấn, gà Kung Fu.
Chết ư, cậu ấy mất trí rồi. Phải bắt cậu ấy lại trước khi quá muộn. Xin lỗi ngài cảnh sát, các anh có biết gì về kẻ đã gây ra những vụ cướp không? Đùa đấy à? Chính là ngươi đấy, đồ gà điên. Chắc là có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Khiên ta tu. Đây là xe số hiệu 290, không có dấu hiệu của con gà đó. Chúng tôi sẽ tìm tiếp hết. Tại sao mọi người lại ghét mình? Và sao cảnh sát lại truy lùng mình? Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm chất. Kẻ từ anh hùng của thị trấn nay đã trở thành tội phạm khét tiếng nhất. Mọi thứ đang đi đúng như kế hoạch. Sao cảnh sát lại phải truy bắt con robot tội nghiệp đó chứ? Nó thật là đáng yêu. Và còn bóng bẩy nữa. Dừng lại đi đồ ngốc. Chúng nó đang nói về chất thật đấy. Chà, nếu như vậy thì tiếp tục tin về những vụ trọng án gần nhất gây ra bởi gà Kung Fu. Quân đội đã được gọi đến để bắt chú gà đã từng là hình mẫu cho lớp trẻ thành phố cho tới gần đây. Đỡ lấy này. Này, hắn chạy đâu mất tiêu rồi. Không biết mình chịu nổi cảnh này bao lâu nữa. Mọi người đều nhắm tới mình. Thật vui khi được gặp cậu Flick. Đứng im tại chỗ chứ. Tớ tới là để bắt giữ cậu. Flick, cậu đang nói gì vậy? Tớ đâu có làm gì. Cậu không xem TV à? Cậu đã làm đủ mọi thứ tồi tệ đấy. Không phải tớ, cậu phải tin tớ. Bắt được ngươi rồi gà Kung Fu. Và đừng nghĩ thoát được lần này nhé cưng. Tớ không thể tin được là chất đã làm những chuyện ấy. Và cũng không thể tin là mọi người lại nghĩ đi là anh hùng của họ. Này, nhìn hai đứa đó đi. Chúng lại đang định làm gì nhỉ? Người đã vứt con robot đấy đi chưa? Rồi thưa ngài. Chúng tôi ném nó vào thùng rác luôn đây. Tội nghiệp cậu bé, nó không xứng đáng với một tang lễ tử tế ư? Im đi đồ ngu, nó chỉ là một con robot thôi. Nó đã làm xong phần việc của nó, và giờ ta phải phá hủy nó. Hóa ra là do con robot, chất đã bị gán tội. Ta phải giúp cậu ấy. Tôi đã mong chờ nhiều thứ tốt hơn ở cậu chất. Không phải tôi, ngài thị trưởng. Không phải cậu ư? Cả thành phố đã chứng kiến cậu làm trên TV. Mọi người không muốn có cậu nữa chứ. Mọi người đang bàn tán sôi nổi về đi. Anh ta là anh hùng mới của thành phố này. Đi, hắn ta chính là người đứng sau tất cả những thứ này. Tôi cần quả trứng của mình để có thể chứng minh mình vô tội. Trứng của cậu. Quên đi, đồ thất bại. Flick, cậu phải giúp tớ. Tớ không biết chuyện gì cả. Xin lỗi vì đã không tin cậu chứ. Giờ tớ đã biết sự thật. Đi đã tạo ra một robot nhìn y hệt như cậu, để khiến cả thành phố chống lại và căm ghét cậu. Một con robot chất. Nhanh chất, cậu phải cho mọi người biết sự thật. Cảm ơn Flick. Chuột chuỗi xoắn tích. Cài lại con robot ư? Chuyện nhỏ. Chỉ cần vài mẹo nhỏ với phần mềm của nó, tớ sẽ thay đổi được. Này sẽ có lễ trao huy chương thành phố dành cho đi trực tiếp trên TV tối nay. Đây sẽ là thời điểm tốt để thử thứ này. Và tối nay, thay mặt đảo Cá Rô Đá, tôi vinh dự được trao huy chương cao quý nhất của thị trấn cho sự vĩ đại của ngài đi. Anh ta đã ngăn chặn mối đe dọa của chất đối với thành phố. Bước lên trước đi ngài đi. Những người dân bằng hữu, tôi thực sự rất tự hào đã hạ gục được tay chất đó. Tôi không phải là chất. Tôi là một robot được chế tạo bởi đi. Ngài đã tạo ra tôi. Bố yêu. Đây là lời nói dối trắng trợn.
Tôi đã ghi âm lại tất cả vào bộ nhớ. Nhớ đoạn này chứ? Ta đã thiết kế nó để có hình dạng giống hệt tên chất. Nó được lập trình để gây ra những tội ác ghê gớm. Mọi người sẽ nghĩ chính chất gây ra những thứ ấy. Làm tốt lắm, người anh em. Bắt lấy đi. Ta muốn loại bỏ tên chất. Và bây giờ có đến hai đứa chúng nó. Không bắt được ta đâu. Đừng để hắn chạy thoát, người anh em.